Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình Nhịp cầu đầu tư trên sóng truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đề án thu hút các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020 là một trong 6 chương trình cụ thể hóa đề án tập trung thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An đến năm 2020, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI, thực hiện nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Vậy cụ thể, thời gian qua, hiệu quả của những dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn như thế nào và định hướng thu hút đầu tư thời gian tới ra sao sẽ là những vấn đề mà chúng tôi đề cập đến trong chương trình Nhịp cầu đầu tư tháng 7 này. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết sẽ là phần tổng hợp tin tức sự kiện xúc tiến đầu tư nổi bật trong tháng. Sáng ngày 20 tháng 6, đoàn chuyên gia cấp cao của Nhật Bản do giáo sư Onishi Masahiro, nguyên chánh văn phòng cơ quan nhân sự quốc gia Nhật Bản, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An. Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, điều kiện tự nhiên, xã hội của tỉnh Nghệ An với đoàn công tác. Mặc dù tiềm năng rất lớn nhưng hiện tại mới chỉ có 5 nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào Nghệ An. Tỉnh rất mong muốn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Trao đổi ý kiến tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, giáo sư Onishi Masahiro và các thành viên trong đoàn đánh giá cao tiềm năng tự nhiên xã hội và chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Nghệ An, thống nhất sẽ triển khai đào tạo tiếng Nhật và các chương trình hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Nghệ An, sẽ đầu tư, tiến hành chuỗi các dự án nông nghiệp như dự án về phát triển các loại giống lúa mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, trồng rau sạch, quản lý thủy lợi, quản lý an toàn thực phẩm vào mùa hè. Ngày 25 tháng 6, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An. Tại buổi làm việc với Ngài Đại sứ, đồng chí Nguyễn Xuân Đường giới thiệu một số nét về tình hình kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh Nghệ An, cũng như một số nội dung hợp tác giữa New Zealand và tỉnh Nghệ An trên các lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp, giáo dục, quản lý rủi ro, thiên tai, v.v. Đặc biệt, Nghệ An luôn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có New Zealand, đến tìm hiểu hợp tác và tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư tại Nghệ An. Bày tỏ sự vui mừng khi được đến làm việc tại vùng đất địa linh nhân kiệt Nghệ An, Ngài Đại sứ cho rằng Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng và New Zealand có rất nhiều cơ hội để hợp tác, đặc biệt là trên lĩnh vực giáo dục, quản lý rủi ro thiên tai và nông nghiệp. Chiều ngày 25 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với tập đoàn Bohaja Industries Limited của Ấn Độ về đầu tư các dự án tại tỉnh Nghệ An. Dự án nhà máy sản xuất sulfur phosphate tại khu công nghiệp Đông Hồi của tập đoàn công nghiệp Bohaja có vốn đầu tư 24 triệu USD, diện tích đất dự kiến sử dụng là 20,3 ha. Dự án đi vào hoạt động sẽ cung cấp sản phẩm cho thị trường truyền thống của công ty tại khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, tập đoàn công nghiệp Bohaja cùng với một số đối tác của Ấn Độ sẽ đăng ký đầu tư 4 bến cảng tại cảng Đông Hồi. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự quan tâm của các nhà đầu tư khi lựa chọn đầu tư vào Nghệ An. Về phía tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, ưu đãi đầu tư, mặt bằng để nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, yêu cầu sau khi chuẩn bị đầy đủ các thủ tục đầu tư, cần tập trung hoàn thiện các dự án đúng tiến độ. Thưa quý vị và các bạn, với cơ chế thu hút đầu tư thông thoáng và chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh, giai đoạn từ năm 2006 đến 2013 đã thu hút được nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với nguồn vốn hàng chục ngàn tỷ đồng từ các tổ chức quốc tế như JICA, Danida, nguồn vốn ODA, Ngân hàng Thế giới World Bank. Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng đã tìm hiểu và đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và chế biến sản phẩm nông nghiệp. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh hiệu quả thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua. Đây là công trình hồ chứa nước Đá Mài ở huyện Đô Lương thuộc nguồn vốn cấp bách từ chính phủ hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước ách yếu trong năm 2013 với tổng số vốn là 18 tỷ đồng. Công trình bắt đầu triển khai thi công từ tháng 3 năm 2014 với thời gian hoàn thành là 12 tháng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công, công trình hiện đang được đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ năm nay. Qua cái quá trình nỗ lực của chủ đầu tư và có những đơn vị sở tài, họ tạo điều kiện mặt bằng rồi công tác có những là thúc đẩy để trước hoàn thành xong trước mùa mưa bão. Thành ra đơn vị thi công là hiện nay thi công đã đạt được 80% công trình đã vượt lũ. Mùa mưa đến hiện nay là an toàn.
Công ty hiện nay là chỉ khó khăn cái nguồn vốn, vì nguồn vốn mới ứng được khoảng 30%. Với tổng vốn 27 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách đầu tư tập trung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về nâng cấp sửa chữa các hồ chứa, công trình hồ chứa nước Thạch Tiền, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo sự bình yên cho vùng hạ du trong mùa mưa bão năm 2014. Trước đây cái hồ là được đắp bằng thủ công, mặt cắt của hồ nhỏ, mặt đập chỉ nằm rộng được 1,8 m. Khi đến mùa mưa lũ thì hạ lũ đập là nước là chảy rất nhiều, cái nguy cơ vỡ đập rất cao. Giải pháp là hồ phải là được chống thấm triệt để, đảm bảo an toàn trước cái mùa mưa lũ. Cụ thể là mặt cắt hồ được mở rộng ra, mái thượng lưu được gia cố làm lại, hạ lưu trượt trong cỏ làm lại rãnh thoát nước, làm lại lọc, mở rộng cái tràn xả lũ. Là trong năm 2014 thì thực ra mà nói là nguồn vốn ngân sách của chính phủ cũng gặp rất nhiều khó khăn, và nên nhà thầu chúng tôi là thi công thì thực sự mà nói là cũng mong chờ vào cái nguồn vốn, nhưng nguồn vốn của năm 2014 về cũng hơi chậm. Từ chỗ đó thì nhà thầu vẫn quyết tâm là để nó là vượt lũ, là trận lũ lớn của năm 2014, và nhà thầu đã thi công là 3K ngày đêm và là vận dụng tất cả nguồn vốn và phương tiện máy móc để thi công đến đập hôm nay đã hoàn thành. Có thể thấy trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nguồn vốn đầu tư cho các công trình thủy lợi vẫn chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Ngoài tranh thủ nguồn vốn từ trung ương, các bộ ngành, Nghệ An cũng đã thu hút được nguồn vốn ODA từ các nhà tài trợ đa phương như VKB, ADB, các tổ chức như JICA, KfW, AFD. Các công trình được đầu tư đều rất thiết thực cho đời sống của người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Những năm 90 thì nhà nước có đầu tư xây dựng cái đập tràn đây, nhưng mà sau hàng chục năm sử dụng thì hiện nay là hư hỏng và không sử dụng được nữa, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các dân của các xã Nghi Thái thuộc huyện Nghi Lộc, Hưng Hòa và Hưng Lộc của thành phố Vinh. Khi mà cái đập tràn này được khôi phục thì xây dựng trở lại nữa thì nhân dân địa phương rất phấn khởi, bởi vì nó có tác dụng là ngăn mặn giữ ngọt cho trên 1.000 hecta nông nghiệp của các xã là vùng lân cận, đặc biệt trong đó là có xã Nghi Thái trên 500 hecta, và thoát lũ cho 7 xã vùng Đông Nam Nghi Lộc cũng như là 1/2 thành phố Vinh. Với sự đầu tư của các nhà đầu tư dân doanh, đến nay, Nghệ An cũng đã hình thành được một số vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như vùng trồng rau, hoa ở Nghĩa Đàn, chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung của công ty cổ phần sữa TH, vùng trồng cây cao su ở Nghệ An. Tính đến hết năm 2013, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thu hút được hơn 18.000 tỷ đồng. Có dự án là nhỏ có, dự án vừa có và dự án lớn có, nhưng mà đã là phát huy hiệu quả rất tốt. Các dự án đưa vào thi công là các cái lĩnh vực như là giao thông, thủy lợi, rồi đặc biệt là các cái hồ đập, các cái dự án chăn nuôi, dự án là phát triển lâm nghiệp, là dự án về thủy sản, các dự án hầu như là nhỏ lẻ nhưng mà nó rất hiệu quả với bà con nông dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn vẫn còn một số tồn tại hạn chế, nhất là trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Nguồn vốn đầu tư còn thấp, nhất là đầu tư nước ngoài. Số nhà đầu tư dân doanh vào lĩnh vực nông nghiệp còn quá ít so với các lĩnh vực khác. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi một số nét nổi bật trong thúc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh thời gian vừa qua. Để hiểu rõ hơn về những thuận lợi khó khăn trong thúc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và định hướng xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực này trong thời gian tới, chúng ta sẽ cùng tiếp tục phần trao đổi trong chuyên mục Nhịp cầu đầu tư tháng 7 với vị khách mời là ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cùng chúng tôi trong chương trình này ạ. Thưa ông ạ, theo như ông đánh giá thì đề án thu hút các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020 của tỉnh ta đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra chưa ạ? Trong những năm qua thì tình hình thu hút đầu tư các dự án vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh ta đã có những chuyển biến rất là tích cực. Lượng vốn thu hút đầu tư ngày càng tăng, chất lượng các dự án được cải thiện. Nhiều dự án lớn đã đầu tư góp phần cải thiện đáng kể vào đời sống của nhân dân tỉnh ta. Tuy nhiên, với những kết quả đó thì chúng tôi thấy rằng
vẫn có một số cái tồn tại mà chúng ta cần phải tập trung tháo gỡ. Các chính sách thu hút đầu tư, việc hỗ trợ của tỉnh đối với chính sách thu hút nông nghiệp thì vẫn đang còn mang tính kích cầu, quy mô nhỏ, chưa tương xứng với cái lợi thế và cái điều kiện để phát triển nông nghiệp và chưa có cái tính bứt phá. Trước cái thực trạng trên thì tỉnh yêu cầu vậy vận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để tập trung thu hút đầu tư các dự án vào lĩnh vực nông nghiệp, và cũng điều này nó phải phù hợp với nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An đến năm 2020. Trên cơ sở cái quy hoạch mà chúng ta đã có về cây, con, rồi lâm nghiệp, rồi thủy sản, thủy lợi vân vân, thì Chủ tịch Ủy ban tỉnh đã có quyết định 6953 năm 2013 về việc phê duyệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 theo hướng tăng giá trị cho tăng và phát triển bền vững. Và cũng trên cơ sở tham mưu của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn thì Ủy ban tỉnh đã phê duyệt cái đề án thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp có đến năm 2020. Với cái đề án này đã có mục tiêu và cái giải pháp phù hợp với cái định hướng thu hút đầu tư của tỉnh và cái thực hiện cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Thưa ông ạ, trong các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn ở tỉnh ta thì các dự án dân doanh còn chiếm số lượng rất là ít. Vậy theo ông đánh giá thì nguyên nhân là do đâu ạ? Có thể đánh giá như thế này, trước hết là về nguyên nhân khách quan. Thì phân xuất điểm của tỉnh Nghệ An chúng ta rất thấp về nông nghiệp. Rồi chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp thì phải tuân theo quy luật sinh học của cây trồng và vật nuôi, nên phải có thời gian dài thì chúng ta mới thu được cái hiệu quả. Thứ hai nữa là Nghệ An thì có địa hình phức tạp, thời tiết rất là khắc nghiệt. Mặt khác thì do cái biến đổi khí hậu toàn cầu cho nên tình trạng diễn biến cũng rất là phức tạp, khó lường. Thời tiết nó diễn biến phức tạp như vậy cho nên cái dịch bệnh trong gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản cũng rất là khó lường, cho nên chính đó cũng là cái rủi ro rất cao. Và thứ hai là nguyên nhân chủ quan thì chúng tôi đánh giá như thế này. Trước hết là cái sản xuất nông nghiệp của chúng ta nó còn manh mún, rồi sự gắn kết giữa sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ thì còn chưa tốt. Đây là cái nội dung mà chúng ta cần phải khắc phục trong thời gian tới. Rồi tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp còn yếu và chưa bền vững. Và đặc biệt là chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp chúng ta trong thời gian qua mới mang tính chất là kích cầu, chưa có tính đột phá, đang còn quy mô nhỏ. Và một cái cuối cùng nữa là cái cải cách hành chính của chúng ta tháo gỡ cho doanh nghiệp đó này cũng chưa tốt. Trên cái thực trạng đó thì hiện nay chính phủ đã có nghị định 210 năm 2013 về khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Và được biết thì nghị định này bây giờ chưa có thông tư, và bây giờ chính phủ đang giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư là cơ quan chủ trì phối hợp với các bộ ban ngành và các địa phương để hướng dẫn thi hành nghị định này. Và tôi tin rằng nếu như cái chính sách này ra đời thì chắc chắn nó sẽ cải thiện cái môi trường thu hút đầu tư, đặc biệt là môi trường dân doanh đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn. Vậy định hướng của tỉnh ta trong thu hút đầu tư đến năm 2020 thì như thế nào ạ thưa ông? Tỉnh xác định có mấy cái trọng tâm như thế này. Một là phải tập trung xây dựng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo môi trường về phát triển bền vững. Tập trung thực hiện dự án cho vùng nguyên liệu gắn với chế biến nông sản và tiêu thụ sản phẩm, là thu hút các dự án về chăn nuôi, gia súc, gia cầm và thủy sản phải có chất lượng, công nghệ cao, phải gắn liền với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm, gắn liền với cơ sở chế biến thức ăn trong chăn nuôi, thu hút đầu tư các dự án về chế biến gỗ quy mô lớn gắn liền với cái vùng nguyên liệu của miền Tây chúng ta, và tiếp tục vận động các nhà tài trợ đa phương để tập trung xây dựng và phát triển nông nghiệp, phát triển hạ tầng, thủy lợi, thủy sản, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới, và nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp của tỉnh ta trong thời gian tới. Xin cảm ơn ông đã trao đổi cùng chúng tôi trong chương trình này. Vâng, xin cảm ơn. Chuyên mục Nhịp cầu đầu tư tháng 7 năm 2014 xin được kết thúc tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website www.truyenhinhnghean.vn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.